Chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với kênh Bếp Út Quỳnh 69. Và hôm nay mời cô chú anh chị cùng vào bếp với Quỳnh. Mình làm món ba rọi lắc xả tắc nha. Thịt ba rọi chiên giòn rồi lắc xả tắc. Cái món này thì siêu ngon mà ăn là siêu cuốn luôn. Nhâm nhi với bạn bè là khỏi bàn luôn đó cả nhà ơi. Và cái thịt ba rọi thì chiên nó giòn giòn, xong rồi kết hợp với mùi thơm của lá chanh xả tắc. Ta nói thơm ngon gì đâu luôn á. Trước tiên là Quỳnh sẽ đi rửa phần nguyên liệu ha. Và nguyên liệu ở đây rất là đơn giản, chỉ cần có sả, tắc, ớt này, rồi thêm một ít lá chanh. Và cái cần có là một miếng ba rọi thiệt là ngon ha. Loại ớt mà hôm nay Quỳnh xài đó là ớt sừng không cay ha. Cái này nó kiểu hơi the the thôi. Còn ví dụ như ai mà thích ăn cay nhiều thì mình có thể dùng ớt ba tri này, hoặc là ớt chỉ thiên bình thường ha. Còn cái phần thịt ba rọi là mình về sẽ cạo sạch lại phần lông này cho nó thiệt là sạch. Sau đó rửa lại với muối cho nó sạch sẽ hơn nha cả nhà. Rửa đi rửa lại nhiều lần cho nó trong nước, sau đó Quỳnh sẽ đưa vào nhà để luộc sơ này. Phần nguyên liệu chuẩn bị xong rồi thì Quỳnh sẽ đưa vào bếp và bắt đầu chụm lửa nha. Trong lúc mà chờ lửa bén thì Quỳnh sẽ đi hái lá chanh. Phần lá chanh không có thì nó thiếu, còn có thì mình cũng không có xài nhiều đâu nha cả nhà. Chỉ cần vài lá cho nó thơm thôi là được rồi. Bỏ nhiều quá nó sẽ bị đắng đó. Và nước sôi lăn tăn rồi thì Quỳnh sẽ cho thịt vào ha, thêm mấy cọng sả nữa cho nó thơm này. Cái này là chỉ cần luộc sơ là được thôi nha. Tranh thủ lúc này thì Quỳnh sẽ đi thái sả, tắc và ớt này. Những cái phần nguyên liệu này thì mình chỉ cần thái lát mỏng là được nha cả nhà. Đó, loay hoay mới thái xong phần sả thôi thì thịt cũng xong rồi. Quỳnh sẽ tranh thủ vớt thịt ra trước ha. Trong lúc chờ nó nguội thì Quỳnh đi thái mấy cái kia tiếp theo luôn. Giờ Quỳnh sẽ thái phần ớt này, rồi phần tắc. Với quả tắc thì Quỳnh cắt ra một quả, vậy là thành 3 lát. Và sẽ tách hết hạt nha, vì để hạt trong đó thì nó đắng, và lỡ ăn phải hạt thì nó mất ngon đó cả nhà. Nhìn nó nhiều nhiều vậy thôi chứ Quỳnh gỡ hạt vài phút là xong rồi đó. Và cuối cùng Quỳnh sẽ cắt phần lá chanh ha. Cái này là cắt mỏng tối đa có thể luôn á. Nhưng mà cũng không cần cắt nhiều nha cả nhà. Chỉ cần một ít thôi. Để lát mình rắc lên cho thơm là được. Để phần thịt mà chiên lên được giòn là nó có bí quyết luôn nha cả nhà. Đầu tiên là Quỳnh sẽ lấy mấy cái que xăm này, hoặc là cái nĩa ha. Quỳnh xăm lên phần da. Đó, xăm thiệt đều luôn. Xăm tất cả mọi nơi trên phần da nha cả nhà. Sau đó Quỳnh sẽ lấy nước cốt chanh và trà lên ha, thoa đi thoa lại cho nó thấm đều vào da.
Và cuối cùng á, Quỳnh sẽ lấy một thìa muối bột và sát lên cho nó đều. Mọi người đừng có sợ là nó sẽ mặn ha, không có bị mặn đâu á. Xong á, thì Quỳnh sẽ để cho thịt nghỉ một lúc rồi mới đi chiên nha. Bây giờ Quỳnh sẽ bắc nồi lên và chuẩn bị chiên nha. Với món này thì Quỳnh cho dầu hơi nhiều một chút. Và mọi người biết không, cái bí quyết để cho mình chiên mà không bị nổ đó là Quỳnh sẽ, khi mà dầu sôi rồi thì Quỳnh sẽ bỏ một thìa bột năng vào. Nếu mà thay bột năng thì có thể dùng bột mì cũng được nè. Đảm bảo với mọi người luôn là chút xíu không hề văng một miếng nào luôn. Cái cách này là Quỳnh học ở trên mạng rồi bắt chước làm theo. Mà công nhận là nó hay thiệt luôn đó cả nhà ơi. Không hề văng một giọt nào luôn này. Chiên một lúc vàng giòn rồi thì Quỳnh sẽ vớt ra ha, rồi để ráo. Bây giờ Quỳnh sẽ đi băm tỏi với ớt để làm sốt trộn món này ha. Để làm nước sốt được ngon thì Quỳnh sẽ chuẩn bị 4 món. Đó là đường này, nước mắm, rồi giấm và tỏi ớt ha. Mỗi thứ Quỳnh sẽ cho một chén nhỏ này. Tỷ lệ 1:1:1:1 đó cả nhà ơi. Sau khi trộn xong thì Quỳnh sẽ khuấy nhiệt tình cho nó tan hết phần đường ha. Coi cái độ giòn nha. Nghe cái tiếng giòn tanh tách của miếng thịt thấy uy tín luôn ha cả nhà. Bây giờ Quỳnh sẽ cho tất cả những cái phần nguyên liệu mà nãy giờ Quỳnh chuẩn bị trộn hết lại với nhau. Mới nhìn cái phần topping xanh đỏ tím vàng này thôi là Quỳnh thấy rất là hấp dẫn rồi. Rồi rưới thêm phần nước sốt lên ha, rồi trộn thật là đều. Hồi nãy đầu bài Quỳnh có nói món này là ba chỉ lắc xà tắc, nhưng mà chắc tên cúng cơm của nó là ba chỉ trộn xà tắc thì đúng hơn ha cả nhà.
Là vì từ đầu đến đuôi thấy trộn không à, không có thấy lắc. Đặc điểm của món này á là khi thành phẩm ha, nó ăn sẽ giòn giòn này, rồi cái vị thì chua chua, ngọt ngọt, một xíu cay cay, và đặc biệt rất là thơm luôn, thơm mùi tắc, mùi sả, thêm mùi lá chanh nữa, nó có một cái sự hài hòa á cả nhà ơi. Nếu mà hôm nay á cả nhà chưa có biết làm gì thì mua một miếng ba chỉ về ha, rồi làm thử món này xem nha cả nhà. Và bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức món ba chỉ lắc xả tắc với Quỳnh ha. Quỳnh cũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video của Bếp Út Quỳnh và mong rằng sẽ gặp lại cô chú anh chị trong những video lần sau. Nếu như video của Quỳnh hay và ý nghĩa thì mọi người cho Quỳnh một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Giòn rụm luôn á.